Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. 4 năm sau live show đầu tiên cháy vé, nghệ sĩ Hải Thúy Nga đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng của show Hải mới mang tên Cô Gái Tả Tữa Từng Khen. Đặc biệt, trong sự kiện sẽ xuất hiện hẳn một cú mạ thòng, thiên linh cái, để tiệm đua hốt cho live show. Với hơn 20 năm mang lại tiếng cười cho bao khán giả, cái tên Thúy Nga đã đi vào lòng công chúng Việt Nam như một biểu tượng của sự tài năng và sáng tạo trên khấu hài kịch từ lúc nào không hay. Chẳng thế mà khi nhắc đến nữ danh hài này, người ta có thể kể đến rất nhiều nickname đã gắn với tên tuổi của chị, đó là bà già lắm chiêu, cô gái bán khoai, bà già ra maha. Đặc sản mà Thúy Nga đem lại cho những người yêu thích mình, đó là những vai bà già do chị hóa thân luôn cực kỳ hợp và rất đặc biệt. Tuy nhiên, ở live show sắp tới đây, công chúng sẽ không gặp một bà già quen thuộc nào, mà thay vào đó là hình ảnh một cậu bé vàng cù mạ thong. Nói đến cù mạ thong, thiên linh cái, nhiều người đã nghe nói rằng đây là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan lấy hình tượng từ một hài tử. Tương truyền rằng khi được nuôi chăm kỹ càng, cú mạ thong sẽ mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó. Vậy tại sao Thúy Nga lại chọn hóa thân thành nhân vật có phần đáng sợ này ngay trước khi mini live show của chị đang cận kề? Liệu có phải như một fan hâm mộ khi biết tin đã nói rằng chị đang muốn yểm đùa hốt cho mini cảo của mình? Lý giải xung quanh tạo hình nhân vật này, nghệ sĩ Hải Thúy Nga cũng chia sẻ live show được làm với chủ đích giới thiệu văn hóa Thái Lan Việt Nam. Chương trình được làm ở nước ta trước, sau đó qua Tết Thúy Nga dự định sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Do đó sẽ có một số hình tượng nhân vật xuất phát từ ý tưởng liên quan đến vài truyền thuyết của đất nước Chùa Vàng, ngay cả nhân vật Cù Mạ Thong cũng vậy. Theo Thúy Nga, ngoài nhân vật thiên linh cái Cù Mạ Thong như hình ảnh này, nội dung của mini live show cũng có nhiều điều quen thuộc với cả công chúng Việt Nam, lẫn khán giả Thái Lan. Trong khuôn khổ sự kiện show Cô Gái Tả Tữa Từng Khen sẽ có 3 tiểu phẩm hài của tác giả Trần Thanh Phong được show chuỗi một cách khéo léo với nhau để vừa hợp tính logic, lại vừa khiến khán giả cười không ngậm được miệng. Ngoài cây cười chính do nữ danh hài sinh năm 1976 đảm nhiệm, các tiểu phẩm hài còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc trong làng hài Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Ý, Trí Tài, diễn viên trẻ Xuân Nghị, Minh Dự, Lê Nam. Bên cạnh những tiếng cười xuyên suốt buổi biểu diễn, các khán giả cũng sẽ được thả lỏng cơ miệng trong những giây phút thư thái giải lao, để đắm mình trong tiếng hát của các ca sĩ Quang Hà, Tố Mi, Thanh Duy Idol, Long Nhật, Don Nguyễn Sen kẽ trong suốt chương trình. Khi được hỏi về việc có hay không sự xuất hiện của những nhân vật bà già quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi Thúy Nga, chị cũng nói rằng lần xuất hiện này sẽ không có hình người quen cũ của khán giả. Bởi lẽ, những hình ảnh cũ có thể mang lại tiếng cười cho khán giả ngay khi xuất hiện, nhưng chỉ phút giây đầu đấy thôi, vì họ đã biết đến nhân vật, đã hết bất ngờ thì khi diễn sẽ không ép phê, khó mang đến tiếng cười cho người xem. Chính vì thế, những 3 tiểu phẩm hài mà Thúy Nga đã chuẩn bị cho mini live show này đều là những vở diễn mới với những hình tượng nhân vật mới hoàn toàn. Tiêu biểu như hình ảnh cú mạ thong mà mọi người đã thấy, tuy mang màu sắc tâm linh ghê rợn đấy, nhưng càng nhìn không phải càng mắc cười hay sao? Một điều khiến cho các khán giả có thể yên tâm cười mỏi miệng và tận hưởng những phút giây thư giãn tại Minix của Thúy Nga lần này, chính là vì nữ danh hài đã tập luyện cùng làm việc hết sức chăm chỉ. Chị cho biết đêm nào tôi cũng lọ mọ loay hoay làm việc đến 3 giờ sáng bởi trong đầu có quá nhiều ý tưởng nên càng phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Chính vì rất tâm huyết với live show của mình nên nữ diễn viên tham gia vào hầu hết các khâu chuẩn bị. Mọi thứ đều rất cầu kỳ và chi tiết nên chi phí dự tính cho chương trình cũng ngót nghét 2 tỷ đồng. Ngay trong buổi họp báo về chương trình trước sự kiện, khi đứng trước vấn đề chi một khoản tiền lớn như vậy để làm show mà không tâm niệm để bán vé kiếm lời, liệu có đủ chi phí hay không thì Thúy Nga đã vô cùng hài hước nhưng cũng rất thật lòng mà nói rằng chắc tôi sẽ qua nhà thầy Minh Nhí mượn hột xoàn bán để làm live show. 4 năm rồi mới thực hiện một mini live show để tri ân khán giả đã yêu quý mình suốt 20 năm qua, nữ danh hài Thúy Nga đã gần như hoàn tất sự chuẩn bị để sẵn sàng mang đến vô vàn tiếng cười cho người xem. Hy vọng với sự trở lại này, chị sẽ lại tạo nên những nhân vật truyền kỳ mới trong làng hài.
Mini Live Show Cô Gái Tả Tựa Tưởng Ken sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 5 tháng 11 năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.